Bạn ơi, trong chữ nhẹ thì vẫn có dấu nặng, trong chữ vững thì vẫn có dấu ngã, trong chữ hiểu vẫn có dấu hỏi. Trước khi học được chữ khôn thì ta phải đánh vần qua vần khờ. Sung sướng có 9 chữ thì gian truân cũng thế, hạnh phúc có 8 chữ thì bi thương cũng thế. Tình yêu có 7 chữ thì phản bội cũng vậy. Làm người đừng mong trọn vẹn mọi thứ, buồn vui, sướng khổ là chuyện thường tình. Vì vậy cuộc sống của bạn có thể gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều mệt mỏi nhưng các bạn hãy nghĩ rằng tất cả chỉ là thử thách nếu vượt qua được cuộc sống của bạn sẽ thay đổi